khám phá phủ Tây Hồ, nơi thờ công chúa Liễu Hạnh. Phủ Tây Hồ là một ngôi đền thờ công chúa Liễu Hạnh, nằm tại thủ đô Hà Nội của Việt Nam. Theo truyền thuyết, phủ được xây dựng vào khoảng thế kỷ 17. Ngôi đền tọa lạc tại bán bảo lớn của làng Như Tàm, nhô ra giữa Hồ Tây, ở số 52 phố Đặng Thái Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Khi nhắc đến những nơi chốn linh thiêng tại Hà Nội, chúng ta không thể không nhắc đến phủ Tây Hồ. Nơi đây không chỉ thu hút du khách vào những ngày lễ chính của phủ, mà còn vào mỗi dịp đầu xuân năm mới. Có rất nhiều người băn khoăn phủ Tây Hồ thờ những ai? Câu trả lời đó là phủ Tây Hồ thờ Liễu Hạnh công chúa, một nhân vật trong truyền thuyết, và cũng là một trong bốn vị thánh bất tử của hệ thống điện thần, Sơn Tinh, Thánh Gióng, Trừ Đồng Tử, Liễu Hạnh. Tục truyền rằng Liễu Hạnh là Quỳnh Hoa con gái thứ hai của Ngọc Hoàng, bị đày xuống trần gian vì tội làm vỡ cái ly ngọc quý. Xuống hạ giới, nàng Chu Du khám phá khắp mọi miền, qua đảo Tây Hồ dừng lại, phát hiện ra đây là nơi địa linh sơn thủy hữu tình, bèn lưu lại mở quán nước làm cớ vui thú văn chương giữa thiên nhiên huyền diệu. Người tiên nữ ấy đã ngang dọc một trời giúp dân an cư lập nghiệp, diệt trừ ma quái, trừng phạt tham quan. Đến triều Nguyễn bà được nhà vua phong mẫu nghi thiên hạ, là một trong bốn vị thần tứ bất tử của Việt Nam. Trạng Nguyên Phùng Khắc Khoan trong lần đi thuyền dạo chơi trên hồ, thấy cảnh đẹp, bèn ghé vào quán tiên chúa. Tâm đầu ý hợp, họ cùng vịnh bài thơ Tây Hồ ngự quán, mà nay vẫn còn lưu truyền mãi. Tiên chúa ở đây trong bao lâu không ai biết, chỉ biết khi Phùng Khắc Khoan trở lại tìm thì không còn. Để nguôi ngoai nỗi nhớ, ông cho lập đền thờ người tri âm. Kiến trúc phủ Tây Hồ. Tam quan vào cổng phủ Tây Hồ đắp đao lửa, mái làm giả ngói ống. Dưới diềm khắc bốn chữ Hán phong đài nguyệt các đài gió gác trăng, câu đối hai bên trụ nói về sự tích Phùng Khắc Khoan gặp Liễu Hạnh. Qua cổng tam quan là sân phủ rộng rãi chạy sát hồ nước. Trong sân phía bên trái có lầu cậu, phía bên phải có lầu cô, tả dương hữu âm, tả phù hữu bật. Phủ chính có quy mô kiến trúc lớn, mặt trước phủ có cửa tam quan hai tầng, mái giữa có ghi Tây Hồ hiển tích, dấu đề Tây Hồ. Bốn cánh cửa giữa phần trên chạm tứ quý, phần dưới chạm tứ linh, giữa chạm đào thọ. Qua tam quan là phương đình hai tầng, tám mái. Nhà tiền tế, hậu cung xây sát sau phương đình. Kế đến là điện sơn trang ba tầng, tám mái cong, lòng nhà có hai tầng. Tầng trên thờ Quan Âm, tầng dưới là ba động sơn trang chiếm ba gian. Khu nhà khách, lầu cô, lầu cậu. Phía sau hiên tam quan là tiền đường. Tiền đường có kiến trúc theo kiểu phúc ốc trùng thiềm, tám mái cao vút lên như một vọng lâu. Đây là lối kiến trúc lâu quán của đạo giáo, cư cao lâm hạ quan sát tứ phương. Phía ngoài tiền đường, ở trên cao là điện thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế. Sau tiền đường là trung đường xây ba gian đơn giản, tường hồi bít dốc, chắc khỏe. Chính giữa là ban thờ tam vị thánh mẫu bằng bài vị. Phía bên tả treo quả chuông lớn, phía bên hữu treo chiếc trống lớn theo đúng quy tắc tả dương hữu âm, tả trung hữu cổ. Nơi tôn nghiêm nhất của phủ Tây Hồ là mật cung, cung cấm. Mật cung xây hai gian thờ dọc, kiến trúc theo kiểu phúc ốc trùng thềm, thấp hơn so với trung đường và bái đường, tạo cảm giác ấm cúng thần bí. Theo quy luật âm dương của kiến trúc tiền tôn hậu ti, tiền động hậu tĩnh, tiền náo nhiệt hậu tĩnh túc. Đi lễ phủ Tây Hồ cầu gì? Một trong những điều không rõ của các du khách khi đến phủ đó là đi lễ phủ Tây Hồ, cầu gì? Nơi đây là nơi nổi tiếng với lễ cầu may. Nhiều người đi lễ phủ Tây Hồ đầu năm cầu mong sự may mắn, an bình sẽ đến với người thân, gia đình mình. Đặc biệt vào tiệc mẫu phủ Tây Hồ tháng 3 và tháng 8, số lượng người đến cầu may càng tăng lên một cách nhanh chóng. Bên cạnh cầu may mắn, đi phủ Tây Hồ, cầu tài lộc cũng là mục đích của nhiều du khách khi đến với nơi đây. Phủ Tây Hồ có những ban nào? Phủ Tây Hồ là một quần thể bao gồm phủ chính, điện sơn trang, lầu cô, lầu cậu với cách bố trí từ trong ra ngoài. Phủ chính. Phủ chính sở hữu kiến trúc chính ba nếp, các ban thờ của phủ, vì vậy cũng được phân chia thành ba lớp tương ứng với ba nếp của tam quan. Lớp thứ nhất thờ tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh và hội đồng các quan. Lớp thứ hai là cung tam tòa, ban thờ này không có tượng mà chỉ có ngai, và ở đây không có ban thờ tứ phủ chầu bà. Lớp thứ ba thờ tam tòa thánh mẫu. Nơi thâm nghiêm và sâu nhất của phủ là hậu cung, chính giữa là ban thờ mẫu và là tam tòa thánh mẫu theo tín ngưỡng của người Việt. Tượng mẫu Liễu Hạnh được đặt ở giữa, mặc áo đỏ và trùm khăn đỏ. Bên trái thấp hơn sẽ là mẫu thượng ngàn, mặc áo xanh và trùm khăn xanh. Bên phải là ban thờ mẫu thoải, mặc áo trắng và trùm khăn trắng.
Ba vị mẫu là đại diện cho năng lực tạo nên chúng sinh muôn loài, là cội nguồn của sự sống và đưa đến cho con người cuộc sống hạnh phúc ấm no. Du khách sẽ lễ tại ban ngày đầu tiên khi bước vào phủ. Nối tiếp ra bên gian ngoài là ban thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam Tào, Bắc Đẩu và Hội đồng các quan, Quan Hoàng 7, Quan Hoàng 10. Sau khi đã lễ tại ban thờ mẫu, đây sẽ là ban thờ lễ thứ hai tại phủ Tây Hồ. Điện Sơn Trang. Điện Sơn Trang là nơi thờ thượng ngàn thánh mẫu, vị mẫu đứng ngôi thứ hai trong tam tòa thánh mẫu được đặt bên phải phủ chính. Thượng ngàn thánh mẫu tuy đã có mặt trong hệ tam tòa, nhưng ở đền thờ mẫu vẫn còn có ban thờ Chúa Sơn Trang riêng. Bên cạnh đó điện, còn có chầu lục chầu bé cùng 12 cô Sơn Trang đi theo hầu mẫu thượng ngàn. Tượng ngũ hổ được thờ ở hạ ban, bàn thờ phía dưới của ban thờ công đồng. Hai ông lốt, ông rắn màu trắng và màu xanh quấn quanh hai thanh xà ngang thuộc tầng cao nhất của điện. Điện Sơn Trang là nơi du khách cần lễ sau khi đã hoàn thành lễ tại phủ chính. Lầu cô, lầu cậu. Lầu cô lầu cậu nằm ở bên ngoài và tọa lạc ở hai bên trái phải của phủ chính. Đây là nơi thờ các cô, các cậu những người cận hầu của các vị quan trong phủ. Sau khi lễ điện Sơn Trang, du khách sẽ tiếp tục lễ ở lầu cô lầu cậu. Lễ phủ Tây Hồ những điều cần biết. Đi lễ phủ Tây Hồ không chỉ là dịp để được xá tội, ban phúc, giải ách mà còn là cơ hội cầu may mắn, an bình cho bản thân và gia quyến. Du khách nên chú ý một vài điều sau khi đi lễ phủ Tây Hồ. Thắp hương, dâng lễ theo đúng thứ tự các ban thờ. Khi dâng lễ phải dùng hai tay và cẩn trọng đặt lên ban thờ, chỉ sau khi đặt lễ xong tất cả các ban mới được thắp hương. Nên chuẩn bị trước lễ chay, lễ mặn ở nhà, đặc biệt vào các dịp đông như Tết Nguyên Đán. Đối với thờ Phật tuyệt đối không lễ mặn và dùng vàng mã. Khi hóa tiền phải hóa từng lễ theo thứ tự từ ban chính cho đến các ban khác. Khi hạ lễ phải hạ từ ban ngoài cùng rồi mới đến ban chính. Phủ Tây Hồ giờ mở cửa. Khi du khách đi lễ phủ Tây Hồ, hãy lưu ý về giờ mở cửa của phủ cũng như phủ Tây Hồ mấy giờ đóng cửa. Trong những ngày bình thường, phủ đều mở cửa từ 5 giờ đến 19 giờ, đảm bảo thời gian thờ cúng và tham quan của du khách. Vào hai ngày lễ chính đó là mùng 3 tháng 3 âm lịch và 13 tháng 8 âm lịch, phủ sẽ đóng cửa muộn hơn, do số lượng du khách đến đây sẽ tăng lên đáng kể. Tuy nhiên lưu ý ở đây đó là vào dịp Tết Nguyên Đán hàng năm, phủ Tây Hồ sẽ rất đông với hàng ngàn lượt khách đến mỗi ngày. Đặc biệt vào mùng 1, 2, 3 Tết và vào khoảng thời gian 10 giờ, 16 giờ hàng ngày nơi đây sẽ có lượng khách đông nhất. Khách vãn cảnh nên sắp xếp thời gian đi phủ du xuân đầu năm sẽ hợp lý hơn là đi vào những ngày trong Tết. Phủ Tây Hồ Hà Nội không chỉ thu hút bởi nét kiến trúc độc đáo cùng hệ thống ban thờ mẫu đặc trưng, mà còn ở sự linh thiêng, đem lại may mắn cho người cầu của nơi đây. Nếu du khách có cơ hội đến với du lịch miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng, Phủ Tây Hồ chắc chắn là điểm đến tâm linh không thể bỏ qua.